Chào tất cả các bạn, các cô chú đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn, các cô chú ơi, hôm nay em đến đây với tất cả các bạn, các cô chú là em không có làm món ăn. Em không có làm món ăn và em cũng không có làm cái món gì hôm trong ngày hôm nay hết. Thì không biết em có còn cái tâm trạng mà để em làm cái món ăn hay không. Thì hôm nay, tại vì các bạn, cô chú biết không, em rất là buồn, em buồn luôn, em buồn lắm luôn. Tại vì em buồn ở đây là không phải cái chuyện gì mà xảy ra đến với gia đình của em. Nhưng mà em buồn ở đây là em bỏ lỡ cái tình cảm của các cô chú anh chị em đã dành cho em và cho cái kênh của em suốt cái thời gian qua. Thì các bạn, các cô chú biết không, sáng hôm nào có khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ em cũng up lên một cái video hết. Thì cũng như thường lệ thì sáng hôm nay em cũng up lên một cái video. Em up lên một cái video là cá điêu hồng hấp hành. Thì sáng hôm nào cũng vậy, em bước lên xong rồi em tắt điện thoại đàng hoàng hết, em mới đi ra làm công việc. Thì hôm nay em cũng úp cái video lên, em vừa úp lên thì có cái vị bất ngờ trong gia đình, cho nên em để cái điện thoại đó, em để cho nó tự đăng luôn. Thì tới chừng một lát sau em quay lại thì không biết em để đó mà em để, không biết em có để cắn nhầm cái nút nào hay không, hoặc là cái điện thoại của em nó cũ quá rồi nó tự xóa em cũng không biết. Thì em để ra đó rồi xong em đi làm công việc, xong em làm cơm buổi sáng xong, hoặc là em làm xong bữa cơm sáng rồi thì em đi vô thì em mở cái điện thoại của em lên thì tự động em thấy là có những cái bình luận của các cô chú anh chị em đã tình cảm đã gửi đến cho em. Nhưng mà các cô chú anh chị em biết không, em rất là buồn, sao tự động là cái điện thoại em tự xóa luôn. Em mới up lên mà nó tự xóa 1, 2, 3 cái video hồi hôm qua, hôm kia và mấy hôm khác nữa, nó tự xóa. Em cũng không biết làm sao nữa, hay là em up lên nhiều quá rồi điện thoại nó xóa, hay là trên YouTube xóa thì em cũng không biết, em cũng không gành mấy cái vụ đó. Nhưng mà tự dưng hồi sáng hôm nay em up lên, em thấy cũng vẫn còn những cái lời bình luận của các anh chị em, nhưng mà em thấy thôi chứ em không vô coi được, em rất là buồn. Và hôm nay em cũng làm một cái video ngắn như thế này. Em gửi những lời chân thành nhất của em đến tất cả các bạn, các cô chú đã ủng hộ cho cái kênh em và cho em những suốt cái thời gian qua. Thì em cũng rất là em gửi đến những lời chân thành nhất, lời xin lỗi đến tất cả các bạn, các anh chị đã ủng hộ em mà em không có làm tròn cái bổn phận để cho các anh chị ủng hộ và chia sẻ những cái tình cảm đó cho em. Thì em cũng xin lỗi và em cũng hứa là từ nay về sau nếu như em có up lên hoặc là em có làm cái gì đến cái kênh mà là đăng những cái bài, những cái video của em lên, em sẽ làm cho nó xong xuôi hết, đừng cho tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú gửi cái tình cảm cho em. Em sẽ coi kỹ lại đàng hoàng rồi em mới sẽ tắt điện thoại. Nhưng em cũng không để cho nó sơ sót như ngày hôm nay. Ngày hôm nay như thế này là em cũng rất là buồn, nhưng em cũng không biết làm sao để lấy lại những cái video đó mà đừng em đăng lên cho mấy bạn, mấy cô chú xem lại. Thì em cũng không biết làm sao, tại vì cái điện thoại em nó cũ lắm. Nếu như em đã quay rồi, em đăng lên rồi, múc lên rồi thì em sẽ xóa đi, đừng em mới có cái điện thoại mình nó mới có cái bộ trống mình quay lại cái khác. Nhưng hôm nay em cũng vừa up lên rồi thì em cũng đã xóa hết rồi. Thì bây giờ em muốn kiếm lại em kiếm cũng không có, em kiếm cũng không được nữa. Thì bây giờ em mong tất cả các bạn, cô chú mà bỏ qua những cái lỗi nhỏ này của em nha. Và em cũng mong tất cả các bạn, các cô chú vẫn ủng hộ em, vẫn đi theo cái bước đường của em, đừng em có thêm cái động lực mà em làm những cái video khác. Hôm nay em buồn lắm các cô chú ơi, chắc em hôm nay em sẽ không quay những cái món ăn nào. Thì em chỉ tâm sự, gửi cái tâm sự nhỏ đến tất cả các bạn, các cô chú thôi. Vậy đến đây em cũng xin chúc tất cả các bạn, các cô chú xem cái video của em vui vẻ. Chúc tất cả các bạn, các cô chú một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn, các cô chú, các anh chị em trong những cái video của em lần sau. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn, các cô chú, các anh chị em nha.